Quý vị đang theo dõi video, chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Trong video ngày hôm nay, chúng thuốc sẽ chia sẻ cách chữa bệnh sùi màu gà bằng đông y. Kêu quý vị nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video chữa bệnh mới nhất. Cách chữa sùi màu gà bằng đông y đang ngày càng được nhiều bệnh nhân lựa chọn bởi đây là phương pháp có thể điều trị tại nhà và không gây đau đớn. Vậy chữa bệnh sùi màu gà bằng phương pháp đông y như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay trong video dưới đây. Sùi màu gà là một trong những căn bệnh xã hội, chủ yếu lây truyền qua đường tình dục không an toàn, do virus HPV gây ra. Nếu không tiến hành chữa trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra vô số tác hại nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu cả về tinh thần và sức khỏe người bệnh, thậm chí là ung thư. Theo dân gian, chữa bệnh sùi màu gà bằng thuốc đông y bao gồm một số bài thuốc sau. Bài thuốc xác uống. Bài thuốc 1, tỳ giải 15g, thương chuột 15g, hoàng bá 15g, đại thanh diệp 20g, ý dĩ 20g, thổ phục linh 30g, đan bì 12g, tử thảo 15g, thông thảo 10g, mã xỉ hiện, rau sam 15g, xác uống mỗi ngày 1 thang. Bài thuốc 2, giá cúc hoa 30g, thổ phục linh 30g, kim ngân hoa 10g, cam thảo 10g, bản lam căn 10g. Sơn đậu căn 10g, xả căn 10g, liên kiều 10g, hoàng cẩm 10g, chi tử 10g, hoàng bá 10g, thương chuột 10g, sơn thù 5g, đem xác uống mỗi ngày 1 thang. Bài thuốc bôi dùng ngoài. Bài thuốc 1, bản lam căn 30g, giá cúc hoa 30g, mộc tặc 20g, khô phản 20g, nga chuột 15g, địa phu tử 20g, xác mỗi ngày 1 thang lấy nước ngâm rửa tại chỗ. Bài thuốc 2, mã xỉ hiện 60g, đại thanh diệp 30g, minh phản 21g, sắc lấy nước ngâm rửa tại chỗ, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 phút. Bài thuốc 3, hoàng kỳ, hoàng bá, khổ sâm, ý dĩ lượng bằng nhau, sấy khô, tán bột, mỗi lần dùng 1g, rắc lên tổn thương rồi dùng băng bó kín lại, 10 lần là một liệu trình. Theo kinh nghiệm, dùng 2 liệu trình là có kết quả. Thực tế, bệnh sùi màu gà là do virus gây ra, nên để điều trị bệnh dứt điểm, cần tiêu diệt toàn bộ virus trong cơ thể. Bởi vậy, người bị sùi màu gà cần điều trị kiên trì và tích cực, không nên bi quan. Nếu bạn không may mắc phải căn bệnh này, hãy gọi ngay cho nhà thuốc Thanh Xuân Đường qua số điện thoại 0168243881 để được tư vấn kịp thời. Chúng tôi rất mong nhận được tâm tư của các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.